này thì bắt đầu lên chuyện tội lỗi do em. Ảnh làm nhân sự mà, em không thích những người làm nhân sự. À, xin chào hai bạn. Chà, nhìn cái cà vạt màu đỏ là thấy là hôm nay sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị, rất là rôm rã. À, xin quý vị cho một tràng hoa tay đón chào trong bên trong này. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Văn Thái, năm nay em 35 tuổi, làm công việc về nhân sự. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Vân Nguyên, hiện tại em 32 tuổi. Em đang làm về bên mảng đào tạo. Đào tạo? Dạ. Cái lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau tụi em thì cách đây là cũng khoảng 7 năm. Từ đó em đang làm cán bộ coi thi. Còn vợ em thì là một cái thí sinh đi thi. Thì vợ em là cái người thi ca cuối cùng. Mà nhiều tội lắm. Dạ, tội thứ nhất là đi trễ. Người ta bắt đầu thi được đâu đó khoảng 20 phút rồi mình mới vào. Tội thứ hai là không đúng một quy định. Nghĩa là cái ngân hàng đó là họ có cái quy định về mặc đồng phục. Nhưng mà vợ em thì lại hôm bữa đó là đi tiếp khách hàng bên ngoài, cho nên là mặc áo vest với lại quần tây bình thường thôi, chứ không mặc đúng đồng phục của ngân hàng. Thì vào thì em cũng cho thi. Thi xong rồi mắc lên tội thứ ba nữa, mà về sớm. Đi trễ mà về sớm. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà nếu mà làm bài xong xuôi thì được quyền về sớm chưa? Dạ thì về sớm cũng được nữa anh, nhưng mà thấy có vẻ như là không có toàn tâm toàn ý lắm cho cái kỳ thi đó. Có nghĩa là ngay thời điểm đó bạn này tạo một cái ấn tượng không được tốt lắm. Dạ, đúng rồi, trong đôi mắt của chồng. Dạ, thì đến khi mà đi xuống dưới để lấy xe đi về thì em cũng lại vô tình gặp lại bạn này, thì mắc thêm cái tội nữa là tội coi thường người khác. Em hỏi rằng là em ơi, lúc nãy em thi có được không, thì em đứng em nói chuyện vậy mà em bên đây nè, mà giờ em nhìn bên đây trả lời nè. Cái thái độ được lắm luôn á, được thích lắm luôn. Dạ, bốn cái ấn tượng luôn. Nhưng mà cái lúc đó là em không thèm để ý tới bạn này hay sao? Hay lúc đó hay là em đang nhìn về một cái gì đó? Dạ, theo như trí nhớ của em thì em nói là em có nhìn em trả lời mà. Chắc là còn, nhưng mà ảnh có một hai là em không nhìn, cho nên là thôi cuối cùng em cũng biết là em có nhìn hay không. Mà lúc đó em có ấn tượng gì với anh này không? Dạ không, tại vì thi với một tâm trạng, được không được thôi. Dạ, cái thứ hai nữa là ảnh làm nhân sự mà, em không thích những người làm nhân sự. Mấy người làm nhân sự ghê lắm. Dạ, cho nên em không thích. Cuối cùng thì cái kỳ thi đó em có đạt được kết quả không? Này thì bắt đầu lên chuyện tội lỗi do em. Em là người đánh rớt vợ em. Cái bài của cổ á, yeah, là có đạt kết quả hay không? Kết quả thì cũng đạt á, nhưng mà lấy từ trên xuống thì cổ không đạt. Nhưng mà thêm có một cái nữa là tụi em có thêm cái nhận xét á về cái thái độ cũng như cái phong thái. Về tác phong á, tác phong là em thấy là bạn này rớt không được là rớt bốn cái điểm kia, đúng không? Rớt bốn cái điểm. Dạ đúng rồi. Như là đánh fail cổ. Dạ đúng rồi, em là người đánh rớt. Em ghim. Sau này nói em mới ghim biết chưa, em không biết. Đâu có biết. Đâu biết dạ, đúng không? Không biết gì hết. Nói chung là sau đó khoảng 3-4 năm sau khi gặp lại là kể ra thì em mới biết, em nói trời, anh không cho em mà gọi là con đường thăng tiến gì cả. Rồi xong cái sự cố nào mà 3 năm sau á là tụi em gặp lại nhau để rồi là kết nối, kết dính lại với nhau. Dạ, thì sau đó thì duyên số rung rủ thì em về công tác chung với đơn vị của bạn này. Và sếp sau thì em gọi kế bạn này luôn. Thì cái khất để mà em chuyển đổi từ một cô gái em không có ấn tượng tốt á thành có ấn tượng tốt á là em quan sát những cái mà bạn này bạn chăm sóc cho cái cô bạn đồng nghiệp của bạn. Rồi những cái bữa mà cổ tự tổ chức nấu ăn cho đơn vị và cổ đứng ra cổ nhận cái nhiệm vụ là cổ nấu. Thì cổ nấu ăn ngon mà em thích ăn ngon. Sau đó em mới để ý. Sau đó em để ý em xem coi tính cách cổ làm sao, cư xử với mọi người như thế nào, cách cổ sắp xếp cái bàn làm việc của cổ, của tổ chức đời sống cổ như thế nào, cổ lại quan sát. Đúng người làm tuyển dụng luôn á. Thì sau đó cái em mới đặt ra một cái tình huống cho cổ. Thì cũng nhân một ngày thứ bảy tụi em đi làm vậy đó. Thì em mới gài cổ với lại gài thêm cái chị sếp thời điểm đó vô nữa. Để mới nói với cho bạn này ghi ra là những cái tiêu chí bạn này thích về người đàn ông của bạn này. Thì em là người cầm chấp bút em ghi cái bản luôn mà. Để em cố gắng để em khai thác xem coi là cái quan niệm về hôn nhân, về cái hình mẫu người đàn ông mà này kỳ vọng như thế nào. Thì nó phù hợp với em không? Và cái tương quan cuộc sống nó có phù hợp không? Thì khi mà em gọi em liệt kê ra đó, em nói ok, em khai thác khỏi tay anh đâu. Tức là khi mà em đã biết được cái quan điểm của cô này rồi, thì em cảm thấy đúng là người của em rồi, đúng không? Dạ. Thì khi là đó thấy đầu, mình trong đó. Dạ đúng rồi. Thì đó bắt đầu em mới tạo ra những cái tình huống thôi. Ví dụ như tối em rủ đi uống cà phê, rồi đi dạo Sài Gòn đêm, rồi bạn này cũng thích nghe nhạc,
người thích khiêu vũ mà. Thì em cũng rủ đi high end cà phê, cũng ngồi chỗ dưới dưới nến rồi nghe nhạc rồi tôi em là người bị hại sự. Sao không chết chứ được? Em là người bị hại sao không chết được? Mình trưởng thành rồi mình hại hao chứ sao lại không bảo là em là người bị hại được. Ừ, rồi cái quan điểm của em về cái chuyện mà lập gia đình á, nó như thế nào? Dạ. Tức là nó có căn cơ, nó có phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia như trong cái óc tưởng tượng của em không? Hay là kệ, cứ cưới rồi muốn tới đâu tới? Dạ, thì quan điểm của em luôn á, thì người đàn ông đó thứ nhất là cao hơn em một cái đầu, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Rồi, rồi, đúng luôn. Rồi, sao nữa? Dạ, cái thứ hai nữa là em có hay nói với chồng em, người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng sau này á, đừng bao giờ nói với em rằng là à, anh về muộn bởi vì anh phải đi làm để kiếm tiền, để thế này, để thế kia. Em không cần chồng em là phải chức vụ cao sang, là giỏi giang hay là như thế nào cả. Mà chỉ cần làm sao là cứ như biết đủ là vừa. Nhưng mà cái đó nó có giống như là cái sự giao kèo của tụi em trước khi lấy nhau không? Thực ra em có bộc lộ với nhau trước, trước khi đó cưới không? Dạ, tụi em nói hết tất cả những quan điểm của mình, suy nghĩ như sao. Nói chung là nói tần tật mọi thứ. Chia sẻ nhiều khi giống như là ảnh đi ngoài đường xanh khoác vai em, xong em nói ủa sao anh khoác lại em giống như cái thằng đàn ông vậy? Tụi em rất là thẳng thắn với nhau. Nhưng mà tụi em có những buổi tụi em nói thẳng với nhau nghe những câu chuyện là quá khứ như thế nào, quan điểm là làm sao, cuộc sống thì chúng ta cần những điều gì. Và bây giờ cũng như vậy luôn. Dạ, đúng rồi. Có em bé chưa? Dạ, 18 tháng. 18 tháng. 18 tháng đúng không? Sau khi có em bé rồi cũng vẫn là như vậy. Dạ đúng rồi. Nó tên, chị biết nó tên ở nhà là tên là Cà Phê. Cà Phê, tại vì hai đứa đi cà phê hoài. Dạ đúng rồi. Bởi vì chính xác là qua những cái buổi tụi em uống cà phê thì tụi em mới tìm thấy nhau và tụi em rõ hơn về cuộc sống là cần có nhau. Yeah. Rồi trong lúc mà vợ em có bầu, rồi vợ em sanh con á, thì em có ở sát bên cạnh vợ. Cái này thôi chị hỏi vợ em. Có không em? Có gì cảm giác? Dạ, lúc mà em có bầu thực sự rằng là ảnh tâm lý. Em cứ nhớ mãi cái hôm mà em bắt đầu em có dấu hiệu có baby á, nhưng mà em không nghĩ là mình có baby, nhưng mà ảnh là người nói có bầu á. Cái xong rồi em đi mua que thử, mà em mua lần 3 que để trừ hao. Xong rồi em vô em thử xong, cái đi ra người ta khi mà nói như lần đầu được làm mẹ ta sẽ hét toáng lên vui mừng. Em thử xong từ nhà vệ sinh đi ra, em đi khép nếp vô im không nói gì hết. Xong ảnh nói sao, anh nói đúng rồi đúng không, là như vậy. Tức là ảnh rất là tinh tế trong cái chuyện đó. Xong rồi trong khoảng thời gian em mang bầu thực tối nào luôn ảnh cũng bóp chân cho em. Dạ, cho nên là lúc mà em mang thai Cà Phê là em không có bị đau chân hay là nhức mỏi hay là mà bị em rất hạnh phúc đúng không? Em không bao giờ cảm thấy bị cô đơn, bị tủi thân hay bị chạnh lòng vì chồng không có để tâm tới mình. Đúng không? Rồi lúc sanh thì sao? Em đưa vợ em đi sanh. Dạ đúng rồi. Em có chứng kiến vợ em sanh không? Dạ em không có chứng kiến, em ở ngoài vậy. Ở ngoài, nhưng mà sau khi sanh xong rồi em có chứng kiến vợ em chăm con, vợ em cực khổ như thế nào, em có chứng kiến hết không? Dạ cái này tụi em nghĩ thôi để vợ em kể tiếp. Cho nó khách quan. Nhưng mà em nói thì đâu có gì đâu khách quan. Dạ, lúc mà em chuẩn bị đi sanh đó là vì em là quan điểm của em là em muốn sanh thường. Em có nói chồng em là thôi mình sinh từ vũ nên là anh đăng ký vô sinh gia đình đi. Chồng em nói thôi bỏ, tại vì chồng em sợ thấy máu là sợ. Cho nên là, nhưng mà cũng trộm vía là em sinh cũng rất là nhanh và không có đau nhiều. Mà chị muốn hỏi là sau khi vợ sanh rồi á, em có trực tiếp chăm sóc em bé hay không? Dạ có chị. Thì em thấy sao? Ví dụ như là tối hôm qua em thức với nó từ 10 giờ cho đến 4 rưỡi sáng. Em có cảm thấy muốn có con nữa không? Không, cái này các em cũng nói thiệt luôn. Em với vợ em hồi xưa á là tụi em hay nói vui với nhau á, giờ mình có cà phê rồi. Bữa nào mình kiếm cà phê sữa đá đi. Mình kiếm cà phê sữa đá xong mình kiếm thêm tô mì gói nữa. Tại vì những món cho bánh ăn. Đó, mới đủ bộ. Dạ. Nhưng mà sau cái đợt cà phê ra đời xong ra thì còn cháu cũng may mắn là cháu cũng khỏe mạnh. Và vợ em sanh thì cũng rất là dễ. Nhưng mà cái khoảng khắc á, mà em chờ ở cái phòng chờ của Từ Vũ á, em ngồi em coi từng cái bảng nhảy lên là thai phụ này, lưu thai gì đó. Đối với em là một cái trải nghiệm mà em thật sự em không muốn vợ em trải qua lần thứ hai. Mà có một cái vấn đề nữa là vợ em sau khi sinh xong á chị, thật sự là có những cái về khớp đầu gối nè. Tại giờ thi thoảng em vẫn đang bóp chân như vợ em những cái những cái chuyện như vậy. Thì đau khớp đầu gối rồi như là cái thể trạng của vợ em á nó xuống hẳn so với lại trước khi sinh. Rồi răng thì cũng không còn được như trước nữa. Thì cái này là cái mà em nghĩ là muốn con thì cũng muốn á. Tại vợ em ngày xưa từng nói với em cũng muốn sinh ít nhất là 3 đứa. Em nói ok, nhà đông con cũng tốt. Quan trọng thì có điều kiện và có khả năng để nuôi thôi. Ví dụ vậy. Nhưng bây giờ thì em muốn. Nhưng mà bây giờ là chắc cà phê đủ rồi chị. Uống cà phê là không có nghĩ thấy là sẽ có thêm nữa hả? Tại vì em thấy thương vợ quá đúng không? Dạ. Em thấy tội cho vợ quá. Tại vì em thấy thật sự mà nói á, là con cái quan trọng không phải ít hay nhiều. Mà vấn đề là mình chăm sóc và mình nuôi cháu sau này nó trưởng thành và đóng góp cho cuộc sống như thế nào. Cái thứ hai nó sống lên người được rồi. Mà có nghĩ là nó một mình nó cô đơn không? Chồng dạ, em có một mà. Em có một mà. Thật ra em biết sao không? Chị cảm giác như vậy nè. Cái cách của các bạn là nó lại nửa Việt Nam mà nó lại nửa nước ngoài. Thì tôi thấy là cái cách sống của hai bạn rất là hay.
Dạ, đúng. Và nếu những bạn trẻ nào mà mình chuẩn bị lấy nhau á, mình nên tham khảo ở cái cặp này đó. Chính vì vậy mà nãy giờ chị muốn hỏi dạ. tới là vì lý do như vậy. Dạ. Đó thì rất cảm ơn hai em, bởi vì chị nghĩ rằng chắc là cuộc sống của em rất là hạnh phúc và tụi em sẽ không có cái chuyện mà đi đến cái xung đột mà đến cái mức mà con cái nó phải mệt mỏi vì mình, tự bản thân mình sẽ mệt mỏi vì nhau. Giỡn là dạ. không, cái đó, điều đó chị chắc chắn, bởi vì họ đã giao ước, họ đã tìm hiểu nhau tận cùng rồi về tất cả mọi thứ. Đó thì thôi, giờ đó là chị cảm ơn trước rồi, bây giờ dạ. mình chuyển qua cái khác nữa nè. Sau khi lấy nhau, sau khi cưới rồi đã ngồi nói chuyện với nhau hết rồi thì chắc chắn là đã quá hiểu về nhau rồi. Dạ. Cho nên là có thật xấu gì hả? Dạ có chứ, ai mà không có tật xấu đâu. Cái dạ tật xấu của em là nói chuyện cái gì cũng vậy không chị, là phải có mở bài, thân bài, kết luận. Mà em á, em thích cái gì đi thẳng vấn đề. Giờ muốn A nói A đi, mà giờ em phải cho vậy em trình bày. Không cho em trình bày là không được, vô thẳng trung tâm. Còn cái gì rồi. Xấu nữa không? Dạ em đối với em á chị, có nhiều thì, em không dám nói vợ em 100 điểm. Nhưng mà em rất là hài lòng với cuộc hôn nhân này, rất là hài lòng với người, với lại người vợ của em. Với người vợ này có dạ. nghĩa là vợ em chỉ một cái chút xíu là thôi. Hơi diễn giải nhiều thôi, còn những cái điểm khác của vợ em á thì thật ra là em nghĩ cuộc sống của tụi em, như tụi em nói chuyện với nhau ban đầu á, có những cái tụi em chưa khớp với nhau thì tụi em sẽ tìm cách để mà dung hòa. Tại vì tụi em thật ra bản chất á, cá tính em cũng mạnh mà cá tính vợ em cũng chẳng vừa gì. Chính vì như thế cho nên là tụi em có một cái điểm dừng kỹ thuật khi mà tụi em trao đổi với nhau bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần hai đứa nhìn đối diện nhau mà thấy bên nào á mà có vẻ như là đi chuẩn bị vượt cái ngưỡng về mặt cảm xúc á là bên kia điều tiết lại. Điều tiết lại liền. Dạ, đúng. Thế rồi. Còn bên ông xã em thì có thật xấu gì? Dạ ngoài trừ những cái tốt ra thì nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn luôn á. Em nói đùa vậy thôi chứ thật ra đến thời điểm này chồng em là một người tinh tế và ảnh là người sống hướng về gia đình, đó là điều em cần nhất. Dạ. Nhưng mà hút thuốc lá, mê game, ảnh mê công việc quá. Thực ra cái đó là điều tốt, nhưng mà nhiều khi em cứ hay nói vui à, một ngày 24 tiếng á, mà nhiều khi em với anh gặp nhau á, hả, nói chuyện không được nhiều. Thì cho nên là những cái điểm mà em mong muốn chồng em gọi là, từ cái này không phải lên đây em mới nói, mà em nói hoài ngày nào em cũng nói. Dạ. Nói chung là nói tóm lại là giờ em muốn chồng em sao đó chị. Nó mong dạ. muốn thay đổi luôn đó. Bây giờ vô trung tâm, dạ. vô trung tâm là, liền luôn nè. Bớt hút thuốc, bớt mê game và vô toilet nhanh tí. Vô trong toilet chơi game đó, phải không? Vô trong đó lén lén vợ chơi game đó. Dạ không, tại vì phải em lén nữa, cái đó là em công khai mà. Hay là vừa hút thuốc vừa chơi game. Anh biết dạ, hồi đúng xưa rồi đó. Hồi xưa dạ hồi xưa mà em còn quen là bạn á, em nói thẳng luôn mà, em kể luôn cả cái chuyện mà hồi xưa mẹ em từng nói với em á, thôi mốt khi nào xây con kệ sách á bỏ trong nhà vệ sinh luôn, con ở chồng ngồi em đọc. Quan điểm của em á đó là cái khoảng thời gian đó em tỉnh lại. Và em dùng cái khoảng thời gian đó để mà em suy nghĩ lại một cái ngày vừa qua đã trải qua những cái gì. Mình gặp rất là nhiều những cặp vợ chồng mà họ có những cái quan điểm sống rất là thú vị. Thực sự là tụi chị tiếp xúc rất là nhiều rồi. Nhưng mà vợ chồng tụi em là một trong những cặp vợ chồng mà gần như nó là một cái cặp vợ chồng mẫu á, để mà các bạn trẻ có thể tham khảo cái cách sống của hai bạn này. Tức là Tây thì không phải là Tây hẳn, nhưng mà ta thì cũng không phải là ta hẳn. Các bạn biết mix lại á, tổng hợp lại hai cái cách sống như vậy để mà điều tiết cái cuộc sống của gia đình mình nó hoàn hảo nhất. Yeah. Thì chị thấy là cái điều đó nó quá tốt rồi. Tụi chị khuyên thì là không còn gì để khuyên tụi em nữa. Mà chị biết là chúc hai em á, là cứ giữ vững được cái hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và mong rằng khi tụi em giáo dục con của mình á, các con nó cũng sẽ lĩnh hội được cái cách sống của tụi em. Bởi vì chị thấy là vợ chồng tụi em á, có một cuộc sống gia đình rất là văn minh, mà tụi chị rất là thích cái điều đó. Happy ha, em công nhận không? Đó, ngay cả cái chuyện mà em không muốn cho vợ em có thêm đứa con nữa là bởi vì ảnh hưởng sức khỏe và cái sự mà cực khổ của vợ em, chị cũng rất là thích luôn. Cho nên là thôi, chả biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc thôi. Dạ. Cảm ơn chị.